nhớ mong xen chút hồi hộp bẽn lẽn là tất cả những xúc cảm chân thành trong hơn 300 ngày chờ đợi. Để đến giờ, các bạn trẻ rộn ràng, sung sướng cùng nhau tụ hội về mái già Lam này, sống những ngày yên bình, hạnh phúc trong sự dạy dỗ, chỉ bảo của quý thầy. Và tất cả những xúc cảm ấy cháy bùng thành ngọn lửa yêu thương, cùng nhau chào đón khóa tu mùa hè năm 2011. Nhằm đáp ứng nhu cầu tu học cho hàng ngàn bạn trẻ từ khắp mọi miền, cũng như đáp lại mong muốn của các bậc phụ huynh, năm nay chùa Hoằng Pháp quyết định tổ chức hai đợt tu. Vì lẽ đó mà ngay từ khâu đăng ký đã được quý thầy chuẩn bị kỹ lưỡng. Từ những ngày cuối tháng 4, các bạn trẻ đã đến chùa để nhận những phiếu đăng ký và nộp lại cho quý thầy. Sau đó, ban tổ chức đã kiểm tra và đăng trên mạng những bạn trẻ được tham dự khóa tu. Ngoài ra, để cho khóa tu diễn ra một cách tốt đẹp, thì năm nay ban tổ chức không chỉ đóng cửa 7 ngày tu, mà là 9 ngày, kể cả 2 ngày các em tới đăng ký. Ngay tại cổng chùa, các em đã được hướng dẫn theo từng hàng, không chen lấn để làm thủ tục nhập khóa. Các em được chia thành hai bên, một bên nam và một bên nữ, đi thẳng tới bàn, gửi những vật dụng có giá trị như MP3, điện thoại. Sau đó nhận thẻ. Và mỗi em được quý thầy phát cho một đôi dép. Bạn nam thì dép màu trắng, bạn nữ thì dép màu vàng. Tất cả diễn ra một cách khoa học và hợp lý. Đó cũng là bài học đầu tiên quý thầy muốn chỉ dạy các em. Sau đó, các em được quý thầy cũng như quý cô chú trong ban tổ chức hướng dẫn chỗ ngủ nghỉ, nghe pháp. Và ngay chiều Chủ nhật 19 tháng 6, các em được sinh hoạt nội quy. Cách biệt thế giới bên ngoài hơn một tuần lễ, xa các cuộc vui cùng bạn bè, xa cách cha mẹ, nép mình vào khuôn phép, không dùng điện thoại MP3, các em sống với những gì gần nhất và thật nhất bên mình, để rồi từ đó rút ra những trải nghiệm đầu tiên trong cuộc sống.
Lần đầu tiên các em biết trang nghiêm lắng nghe chuông trống Bát Nhã cùng nghinh đảnh lễ hòa thượng. Để từ đó một lần nữa tinh thần tiên học lễ hậu học nhân lại được thấm nhuần trong mầm non đất Việt. Rồi cũng từ duyên lành này mà trong khóa tu các em đã được cung đón hòa thượng Trí Quảng, trưởng ban trị sự Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp hòa thượng quang lâm khóa tu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin nguyện tinh tấn tu học và phát nguyện chấp hành tốt những nội quy và thời khóa mà ban tổ chức đề ra để có thể đáp lời phần nào công ơn ấy. Ngày hôm nay, tất cả các em về học và tu ở tại chùa Hoằng Pháp này dưới sự hướng dẫn của Chư Tăng, thì tôi nghĩ cái việc trước tiên là chúng ta được học những cái điều hay lẽ phải mà được ghi trong kinh và gương tốt của những người đi trước chúng ta để cho chúng ta có cái kinh nghiệm để sống ở trên cuộc đời này. Và cái việc thứ hai nữa là tại vì chính có một cái thời gian sống chung thì bây giờ chúng ta mới hiểu nhau hơn, mới thấy được cái tốt của những người bạn chung quanh chúng ta mà chúng ta bắt chước để làm theo, và thấy những cái xấu của những người bạn chung quanh chúng ta mà ta tự răn mình, thì như vậy cái tu và học chúng ta đây mới có ý nghĩa. Cái tốt của những người bạn chúng ta là gì? Tức là chúng ta thấy những người bạn chúng ta giữ đúng cái quy định của khóa tu trong bốn oai nghi, đi, đứng, nằm, ngồi, luôn luôn nghiêm túc, nói năng là đúng chánh pháp. Đó là những điều tốt mà chúng ta học. Nếu mà chúng ta học được những cái điều tốt đó của bạn, lần lần chúng ta có thể sửa lại cái oai nghi mà nó giống với Đức Phật. Cho nên cái dáng đi thì phải giống với Đức Phật. Dáng đi giống như Đức Phật có nghĩa là chúng ta tập cái dáng đi nhẹ, tập cái dáng đi mình cho nhẹ, mà ta bảo là đi như mây bay. Đức Phật đi thật nhẹ nhưng mà lại là thật nhanh, cho nên tướng cướp vô não không thể đuổi kịp Đức Phật. Đây là cái điểm mà đặc biệt, đi nhưng mà như mây bay, đây là cái dáng đi. Mà ở trong chùa nữa, ta thường ta gọi là thiền hành, kinh hành,
hay là phi hành. Đây là cái lối đi của nhà chùa. Mà lối đi nhà chùa ta gọi đi cách đi theo của Phật. Còn khi đứng thì Đức Phật đứng như cái tùng cây bách. Cái tùng cây bách đó là luôn luôn đứng thẳng. Cho nên đó là cái dáng đứng. Mà cái tùng cây bách vì đứng thẳng cho nên nó không ảnh hưởng xấu cho nhau. Trong một rừng tùng tất cả đều đứng thẳng hết. Thì cũng vậy, khi chúng ta ở trong đại chúng, mỗi người có một chỗ đứng, thì lúc bây giờ chúng ta đứng đúng cái vị trí của mình, nhưng mà không đứng trước, đứng sau hay đứng ngang, mà nó trở ngại cho những người bạn chung quanh mình. Đây là cái cách đứng. Bà bảo rằng ngồi thì vững như núi, tức là cái tướng ngồi của Đức Phật là cái tướng ngồi như núi. Nên chúng ta không ngồi theo cái kiểu ngồi mà của những người bình thường. Cho nên chính cái dáng ngồi của Đức Phật, nhìn lên cái tượng Phật, chúng ta thấy cách ngồi của Phật mà chúng ta bắt chước. Chúng ta không mở to mắt, mà chúng ta cũng không nhắm mắt, để vừa cái tầm để chúng ta quan sát cuộc đời, quan sát bên ngoài và quan sát trong nội tâm. Đó là cái cách tu mà của Đức Phật chúng ta đã làm. Và chính Ngài đã thành công, rồi bao nhiêu lớp người đi trước chúng ta đó, họ cũng đã thành công trong việc này. Thì bây giờ chắc chắn nương theo các Ngài, chúng ta luyện tập thì chúng ta cũng thành công. Cùng với những ca từ trong bài hát Về Đây Bên Nhau, các em bắt đầu chính thức tu học trong vòng một tuần. Từng bước chân trên mọi nẻo đường, niềm khát khao trong từng mái trường, lòng nôn nao hay mong đợi để bên nhau tham dự khóa tu. Nhìn thấy nhau thương một tiếng người, chung một tiếng cười, lời hồi hoan, niềm an lành, cùng bên nhau hóa thương hóa hè. Lắng nghe lòng tin chung vang vọng, bên trong tâm tĩnh tâm không đồng. Nghe tiếng thầy trong gia đình, lòng an nhiên khung ca vô thường. Bước chân đi bước chân oai nghi. Lòng nao nao hằng mong đợi về bên nhau.